Em lại chào bác nhá. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2022. Em là sĩ Hải Phòng. Hôm nay em đi cắt một số các cái thân cây nó đã đủ đanh và đủ già để mình ươm kỳ. Thì như hôm trước một số app có dặn em là hôm nào mà cắt cây thì nhớ làm video và chia sẻ cách làm kỳ để cho anh em cùng tham khảo. Thì hôm nay em lại làm video nói về cái vấn đề là cắt thân để ươm kỳ. Thì thực ra là cái này nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không quá là cầu kỳ và phức tạp. Chẳng qua là mọi người không để ý mấy thôi, hoặc là những bác mới chơi thì là chưa có để ý. Dàn của em thì ở đây em sẽ cắt một ít cây hồng mỹ nhân để làm kỳ thôi. Còn đâu là những cái cây kia thì nó chưa đủ đanh. Với những cái cây mà nó dặn như này, cái ngọn của nó đã bị mất một số lá rồi, thì là mình cắt. Và những cái cây mà nó đã béo tròn đầu như này, đây như này, thì mình cắt. Còn những cái cây mà ngọn nó vẫn còn nhọn như mũi tên kia thì mình chưa có cắt. Đấy, nó tùy vào thân cây, tùy vào cái cây mình cắt thôi. Không phải cây nào mình cũng có thể là cắt. Cây nào sẵn sàng, nó đủ tuổi thì mình sẽ cắt. Đấy, như cây này là mình cắt này. Đấy, cây này mình cắt. Mỹ nhân là cái dòng rất là sai hoa, nên là mình có thể phải cắt sớm hơn một chút. Ở bên này thì đây, như cây này là phải cắt này này. Đấy, để là nó sẽ tự nó ra hoa đây mọi người ạ. Đây mắt nó đã tấy lên rồi. Đấy, sưng tấy hết lên rồi. Dàn của em thì cái độ ẩm nó khá là cao. Thì hôm qua em làm video vừa em đọc được thấy một cái bình luận nó không có gì là tốt đẹp cả. Nó bảo em là bác trồng cây đẹp thật. Không có lẽ vườn bác độ ẩm cao một cây lại làm được ra hoa. Thực ra là những cái câu đại loại ngu như vậy thì em nghĩ là không nên bình luận, tại vì những cái câu nó rất là ngu, em thấy nó rất là ngu. Đây lộ đấy nha. Còn cái này làm sau thì nó chưa có lên. Đây là trái vụ nhá, độ ẩm cao hay thấp mình có thể là xử lý được, quán triệt được, chứ không phải là cứ độ ẩm cao là tôi không làm được hoa. Thế ở những cái vùng khác độ ẩm nó cao người ta chơi thân lá hết à? Đúng là thằng ngu nhưng mà luôn luôn thể hiện mình tài giỏi. Đây lụ đây này. Đấy lụ nha. Thằng ngu thì nó lúc nào nó cũng ngu. Đây nó lên hết này. Nhìn chưa? Đấy là cho cái thằng ngu ấy nó xem. Đặc biệt một chút mọi người nhá, thông cảm cho em tí. Tại vì cái thằng ngu ấy kiểu gì nó cũng xem video của em tiếp mà. Thì em sẽ đi em cắt một ít thân xuống trước nhá mọi người nhá. Cây này nó đang có lụ ở đây mọi người này. Thì cái cây này nó có lụ thì chắc chắn là cái đoạn ngọn này nó sẽ không béo được. Em cũng cắt. Những cái mắt này nó sưng hết lên rồi. Đây, mắt này nó sưng hết này. Cái này sớm muộn này nó cũng sẽ ra hoa thôi. Thì sau khi mà cô chú chị cắt như này rồi ấy, thì mình sẽ tiến hành là dùng cái cồn 90 độ mình nhỏ vào trên cây đầu này. Hoặc là cô chú chị dùng keo liền sẹo để bôi vào cho tránh nước nó vào sau khi mình tưới. Thì với cái cây này ấy, thì em không dùng chìm cồn 90 độ. Các bác dùng cồn 90 độ thì mình nhỏ vào thì nó cháy cái đoạn thân này đi, thì nó mình không cần phải dùng keo nữa. Mà ở đây là em sẽ sử dụng cái ki duy xanh. Đây hoa này em ghi chữ hoa đây, nhưng mà nó là ki duy xanh nhá. Cái này là ki duy xanh thì em muốn là cái đoạn này nó sẽ ra thêm cho mình một bông hoa nữa.
Em sẽ nhỏ cho nó một cái vào đây. Đấy, nhỏ cho một giọt vào đây. Và em sẽ đi em nhỏ lần lượt cây nào em cắt là em sẽ nhỏ. Nhỏ như vậy thì mình sẽ được ngắm hoa của chủ nhiệm. Tại vì cái thằng hồng mỹ nhân này nó rất là dễ ra hoa. Đấy. Cứ cái chỗ nào mình cắt, mình nhỏ cho nó một giọt vào trên cái đầu cắt ấy. Kể cả là những cái cây về sau này cô chú anh chị cắt cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà trời nó rét thì mọi người đừng nhỏ nữa. Ví dụ là cô chú anh chị sang năm mà muốn nó ra hoa ở cái mắt này thì sang năm mình vẫn bôi keo vào. Mà bây giờ hiện tại là mình vẫn cứ nhỏ. Ví dụ là sang năm mình mới muốn là nó ra hoa. Nó ra hoa đúng đúng vụ thì nó đẹp hơn mà. Thì cô chú anh chị đợi cho đến đầu năm tới khi mà vào mùa đấy thì cái vết này mình bôi keo rồi đúng không? Cái vết này vết cắt này mình bôi keo rồi thì cô chú anh chị tiến hành là cắt bỏ cái phần bôi keo đấy, làm sao đến cái đoạn thân ấy. Sau đó mình dùng cái mũi gì đó nó nhọn, mình khoan một cái lỗ vào giữa thân cái cây đấy, sau đó mình sẽ rọ một cây giọt duy xanh hoặc là Kipro hoặc là S1 vào thì nó sẽ ra hoa cho mình ngắm. Vậy thôi, rất là đơn giản, mình vẫn được ngắm hoa. Cây này của em nó rất là đanh, mặc dù là cái đoạn ngọn nó không béo nhưng mà nó đanh lắm, em sợ cắt xuống nó vẫn cứ ra hoa bình thường ấy. Mình sẽ rõ như này, nó vừa sát khuẩn cái đoạn thân ấy, mà thứ hai nữa là mình vừa có thể là được ngắm bông hoa mọi người ạ. Đó là cái cách em hay làm thôi. Các bác có thể là bôi keo. Ví dụ mình cho một ra một cái, các bác mà muốn ngắm hoa Tết tiếc các thứ đấy thì xác định là mình sẽ bỏ cây đi nhá. Tại vì mình kích sang năm cái mầm gốc nó lên nó không ra một cái gì đâu, nó sẽ hỏng cái cây đấy, nó không đúng thời vụ mà. Bao nhiêu dinh dưỡng là nó nuôi hết cái dây hoa. Thế nên là mình chỉ kích 1-2 bông mình chơi thôi. Chứ các bác mà kích một dây một tràng ấy thì sang năm nó vứt đi. Còn em còn các bác. Nên là chắc chắn là em nói là không thừa lắm đâu. Mọi người có thể tham khảo. Năm nay em thấy là đa phần anh em là có vẻ là rất là sốt sắng về việc là kích để được hoa Tết hoặc là mua những cái chậu lan người ta đã kích sẵn rồi và mình chơi hoa. Nhưng mà mình chơi thì chơi xong cái là hỏng đấy, là vứt đi, nó lên mầm thì cũng lèo tèo chả ra cái gì cả. Mà cái giống lan này hầu như mình chơi là chơi thân lá là chính, nên là các bác chơi gì chơi cứ ưu tiên cho em là hoa nó đúng thời vụ thì mình làm thôi. Hoa Tết thì dành cho những người người ta làm kinh doanh, người ta làm số lượng để cho người ta làm, sau đó người ta bán thì mình mua về mình chơi thì ok. Đây này, giống như cái cây này mọi người này đấy, khi mà cô chú chị mà đã cắt xuống ấy thì mình đợi sang năm thì nó khô cái vết nó thành trắng này không, mình sẽ cắt cái đoạn trắng này đi, sau đó khoan cái lỗ như em khoan này này, nhỏ một giọt thuốc vào là kiểu gì cũng được bông hoa. Cái này em mới làm thôi nhưng mắt nó sưng rồi. Thực ra là không, trong lúc cái này là em cắt em để nó khô rồi thì em mới khoan lỗ như này, chứ còn bình thường này em không có khoan lỗ này đâu, em bôi luôn là được. Cái này để mình để lâu quá nó khô cái này rồi, mình khoan lỗ mình nhỏ thuốc vào nó sẽ ra hoa. Với những cây dễ hoa thì nó nhàn lắm. Em cắt được 1/3 rồi cây đám mỹ nhân của em này mọi người ạ. Thì toàn bộ em sẽ giải em để như này. Cái bông hoa này của em nó đỏ đến hai mấy ngày ấy, vẫn chưa có tàn. Tưới nước và bét cái này nhẹ ra rồi mà nó không bị tàn gì cả. Thì ở đây thì sau khi mà cô chú chị cắt xong ấy thì mình có thể là phơi lên cái mặt sạp nhà mình, chỗ nào mà ít gió ít nắng nhất, nên mình hạn chế cho cây nó khi mình cắt xúc
cắt xuống nó hạn chế cái việc là cho cây nó tiếp xúc với nắng, thì là mình sẽ có cái kết quả ươm ki sau này sẽ tốt hơn. Thì những cái cây của em này đây nó được ăn nắng, nó vàng ươm như này này, đây mọi người này. Đấy. Nếu như mà nó ra ki thì sẽ là ki rất là khỏe, nhưng mà với những cây ăn nắng vàng như này tỷ lệ ra hoa lên đến 80%, tỷ lệ lên ki rất là thấp nha mọi người nhá. Đấy, trước khi mà em cắt xuống để ươm này thì em đã tiến hành là tưới cho nó 5 lần đạm cá, à quên, đúng rồi, 5 lần đạm cá liên tục. 2 ngày em tưới cho nó 1 lần. Và em pha thêm cái đạm 20-10-10 nữa vào, 30-10-10 nhầm. Pha thêm đạm 30-10-10 nữa vào để cho nó được ăn nhiều đạm hơn. Đấy, nhưng mà tỷ lệ ra hoa cũng rất là cao, tại vì mỹ nhân thì tỷ lệ hoa rất là cao. Như mọi người quan sát ở đây này, đây nó đã ra hoa rồi này. Em lúc em cắt em không để ý này. Đấy, nếu mà mình để ý thì mình cắt mình để lại chỗ này để ngắm hoa này. Đấy mọi người nhìn chưa, đây là cái thằng ngu lúc nãy qua bình luận bài đấy, thì nhìn vào đây này, này là em cắt em không để ý, mình để nguyên một đoạn thân này để ngắm hoa ấy, phải sướng không? Bới chỗ này ra chắc là nhiều đấy. Cái thân này em nhớ không nhầm là hôm giờ em làm video hướng dẫn mọi người cách làm hoa Tết ấy, thì em đã phun cái một lần duy xanh rồi, thì nó sẽ ra hoa như này. Cái mắt này cũng già này, đây này, mắt này cũng già này, thế mới đều chứ. Cũng đành chấp nhận thôi mọi người ạ. Cắt thân không để ý, đánh nhá, xoay kỹ thì để nguyên ở trên thân thì được bông hoa đẹp để ngắm. Đấy, như em cắt cũng được khá nhiều rồi mọi người ạ. Thì sau khi mà mọi người để như này ấy, để nó tự nó rụng lá nhá, cô chú chị để tự rụng lá, lúc nào nó rụng lá nó thành cái áo lụa màu trắng như này, thì lúc đấy mình sẽ tiến hành cắt khúc, cắt ra thành đoạn một để ươm ki. Thì lúc nào mà cắt khúc thì em sẽ làm video cụ thể để hướng dẫn mọi người. Thì cô chú chị cứ cắt ra để như em như này là được, hoặc là mình có thể treo lên, ví dụ như ở đây là em đang treo cái đám nhật hạ lên trên này, này đây là hồng nhật hạ này, em treo lên đây và nó cũng đang rụng lá này. Ở đây là bạch tuyết này. Đấy, thì mỗi chỗ em để một cái, ví dụ mình để như vậy nó không bị lẫn. Thì tại sao mình không vặt lá đi, tại vì là ở trong cây lá cây này nó còn rất là nhiều cái dinh dưỡng. Đấy, sau khi mà mình hạ thân này thì cái thằng lan phi điệp này nó rất là buồn cười, cái là cái dinh dưỡng từ lá này nó sẽ thu gọn vào trong thân, là nó sẽ không làm cái thân cây của mình nó bị tóp đi, bị héo tóp đi, nhăn nheo đi, bé đi. Đấy, sau khi mà nó rút vào đây nó sẽ tự rụng lá và cái thân cây của mình nó vẫn rất là đanh mà không bị héo. Nhưng mà người quan sát ở đây cái đoạn thân này của em này, đây, đoạn này rất là bé nhưng mà nó rất là đanh nha. Đấy, như này là mình có thể cắt ra từng khúc để mình ươm. Với cái thân to thân nhỏ thì tùy mọi người, dù thân nó nhỏ này mình có thể cắt hai khúc một để mình ươm, hai khúc một, nhưng mà sau này nó lên hai mắt thì mình chọc đi một mắt. Nó là như vậy, rất là phí. Em chỉ tiếc mỗi cái thân này hôm nay em phun duy xanh rồi em không để ý, lỡ ngớ này là mất ngắm hoa, tiếc thật đấy. Cây nó ăn nắng quá này, mọi người nhìn nó ăn nắng nó vàng ươm này, chết dở. Quên ra là hoa không, à quên ra là ki không. Rồi em là sĩ Hải Phòng nhé, chúc cô chú anh chị có một buổi tối vui vẻ, hẹn mọi người video lần sau. Mầm tự lên mầm gốc, cái này nó cũng tự lên ý, chả ai can thiệp gì cả. Mà nó lên rất là nhiều mầm, ở dưới này còn hai mầm nữa này. Dưới này còn hai mầm nữa này. Mầm này bên dưới này còn mầm nữa. Thời tiết ấm áp này em nghĩ là nó sẽ cứ đi thôi. Đoạn thân này nó vẫn cứ đi ngọn này. Cái này rút ngọn đi.